mình đã từng chơi chứng khoán bị mất 1 tỷ đồng như thế nào và lời cảnh tỉnh dành cho những bạn có suy nghĩ làm giàu nhanh chóng. Hôm trước mình thấy có rất nhiều bạn tag tên mình vào trong cái clip này. Ô này, Khải cà khịa đầu tư chơi chứng khoán lỗ gần 1 tỷ. Em nghe đứa bạn giới thiệu đầu tư chơi chứng khoán giờ sập giá thua gần 1 tỷ. Số tiền em tích góp làm clip để xây cái nhà giờ thua hết cả rồi, em chán quá. Nhà cửa bây giờ cũng chẳng còn hứng xây nữa, thợ thì tạm nghỉ gần 1 tuần nay rồi. Tôi nghe đúng giọng rồi này. Cái giọng đấy là cắt ra từ cái clip cũ của tôi đang từ đầu năm đến nay. Nhà cửa bây giờ cũng chẳng còn hứng xây nữa, thợ thì tạm nghỉ gần 1 tuần nay rồi. Cái clip mà bà tôi bị gãy chân đấy, cắt lấy mỗi cái câu đấy của tôi xong rồi ghép vào cái clip này này. Không phải thật đâu. Thế em có phải là cậu em hot tiktoker đấy đúng không? Chuẩn đúng không? Đúng rồi, chuẩn. Em là Khải Cà Khịa đây. Chuẩn. Giờ bạn đang thua lỗ gần 1 tỷ mà vốn 45 triệu. Rồi ok, thế thì em chuyển vốn qua đây nhá. Chuyển qua đi rồi anh giúp cho. Ok, vốn đấy thì anh sẽ cố gắng cứu lại giúp em. Vốn 45 triệu, em nhờ anh kéo cho em lên 1 tỷ. Em yêu anh, em tin tưởng anh, top 1 những người mà em luôn tin tưởng. Vào sàn bắt đầu kéo, lệnh đầu tiên, ăn luôn 90 triệu. Tiếp theo là lệnh thứ hai, được lên 180 triệu. Còn đây là lệnh thứ ba, tất tay rồi, thắng 350. Lệnh thứ tư, tốt luôn hơn 700. Lệnh cuối cùng, lỗ rồi, về 1 tỷ, hết tiền đây. Sao rồi hả anh? Ổn chứ em lo quá. Nhà em đang xây đây anh ạ, nay thượng nghỉ hết khổ quá mọi người ơi. Cái bức ảnh này là bức ảnh nó cũng cắt ra từ cái clip cũ của mình đăng từ đầu năm đây này. Tới nay thì ngôi nhà sắp được hoàn thiện rồi vì mình muốn... Đấy, nhà tôi thì tôi xây gần xong rồi đây này đây. Đấy, đi lừa đảo mà chả cập nhật gì cả. Về bờ rồi. Giờ em nhắn cho anh cái số tài khoản để anh chuyển khoản qua cho em nhá. Được hơn 1 tỷ, ok rồi. Ok đây rồi, Hoàng Xuân Khải, Techcombank. Có lâu không anh? Ơ kìa, từ từ nào em, sao cứ sơn sồn hết cả lên thế. Đây, giờ anh chuyển luôn, em kiểm tra tài khoản luôn đi. Em nhận được rồi nhá, em nhận được rồi anh nhá, em cảm ơn anh nhá. Em nhận được rồi, tinh tinh rồi anh ạ. Mình chưa bao giờ chơi chứng khoán, chưa bao giờ mất 1 tỷ. Tất cả những cái hình ảnh, clip, âm thanh, giọng nói của mình cắt ghép vào những cái clip tương tự như thế này ở trên TikTok hoàn toàn là lừa đảo. Rất là buồn khi mà mình đọc comment, mình thấy rất là nhiều bạn tưởng mình nhờ người ta kéo tiền thật và tưởng rằng những cái dịch vụ kéo tiền như này là có thật. Dịch vụ này là lừa đảo 100% nha các bạn. Tuyệt đối không bao giờ được tin vào cái dịch vụ này và không được chuyển tiền cho bất kỳ một ai nhá. Tiền mà đã chuyển đi rồi là không bao giờ quay trở lại nữa đâu. Nếu như người ta thực sự có cái năng lực biến mấy chục triệu thành mấy tỷ trong vòng một thời gian ngắn thì người ta tự làm cho bản thân người ta rồi, làm cho bố mẹ, anh chị em dòng họ cho người ta rồi, chứ người ta không rảnh, người ta đi làm không cho mình đâu. Trên đời này không có ai tốt với mình như thế đâu. Cho nên là mọi người phải tỉnh táo và cảnh giác nhá. Mọi người đã gặp những cái trường hợp nào như thế này chưa, hay là đã thấy những ai bị lừa ở cái dịch vụ như thế này chưa? Mọi người có thể comment cho mình biết nhá.